Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang trên đường di chuyển đấy, để mang cái nút bạc và cái giấy khen của Feang. Nút bạc này là một sự cố gắng, nỗ lực của bản thân Feang trong hơn một năm vừa qua. Một món quà về tinh thần rất là lớn đối với bản thân Feang, một món quà giá trị là động lực trong cái lĩnh vực từ thiện giúp bà con nghèo vùng cao trong thời gian tới của Feang, và cũng là một trong những thành tích trong suốt 32 năm vừa qua của Feang. Cũng lâu rồi, từ ngày ra trường, học hết lớp 12, học hết đại học thì ra trường thì cũng có đi làm ở một số tổ chức, sau đó là cũng nghỉ được vài năm rồi, nên là không có giấy khen gì cả, không có bằng khen gì hết. Nên là trong thời gian khoảng tầm 5 năm vừa rồi là chưa có một thành tích gì cả. Đấy, lại được, cho đến thời điểm bây giờ lại được một nhà đối tác YouTube từ nước ngoài luôn. Hiện tại Feang có thể nói là Feang là cộng tác viên, là một thành viên trong ngôi nhà chung Google và trong rất là nhiều người làm YouTube. Đó, thì cũng chỉ có một số người có khả năng thực sự và một số người có thành tích xứng đáng thì YouTube mới tặng cho một cái bằng khen như này. Đó. Thì Feang xin dành tặng. Mở cái nút bạc ấy ra, chính bản thân Feang cũng không mở. Đấy, mang cho một người rất là đặc biệt đối với bản thân Feang. Sẽ mở cái nút bạc này và tặng luôn cho người đấy một món quà tinh thần với một người cực kỳ vất vả. Một người không biết phải nói như nào, nhưng quá thực sự rất là ý nghĩa với Feang. Một người quan trọng, cực kỳ quan trọng, quan trọng nhất trong hàng trăm, hàng vạn, hàng nghìn người. Đó, các bác chờ Feang nhá. Nhưng mà bây giờ mới đang trên đường di chuyển. Feang đang ở thành phố Hà Giang, nhưng mà bây giờ Feang phải trên đường đi, Feang phải mang cái một phần quà của cô Hằng ở Úc gửi sang cho chị máy mù hai mẹ con. Đấy, là gửi cho một thùng quà và gửi 1 triệu nữa. Thì số tiền thì Feang sẽ không trích ra mua gì cả, bởi vì hôm trước Feang cũng có mua đầy đủ cá, thịt, rồi sữa, rồi đồ ăn cho chị rồi. Hiện tại vẫn còn đồ ăn, tiền thì Feang tích lại. Còn đồ quần áo hay là đồ gia dụng, cái gì Feang không biết, cô để trong cái hộp gửi từ Úc về thì Feang sẽ vào trao. Vừa nãy thì Feang cũng có nhận một tin vui ngay buổi sáng hôm nay, đó là có chú Hy, một trong những người con họ Vũ ở trong làng Vũ Đại các bác ạ, ở tỉnh Hà Nam. Bác Hy năm nay 76 tuổi rồi, bác gửi cho Feang là 10 triệu. 10 triệu đấy thì Feang bác nói với nội dung là giúp cho ba cháu bé mồ côi ở trong khu vực Bắc Mê, và giúp cho chị máy 5 triệu. Bác xưa kia là kỹ thuật điện nước đấy, hệ thống ống nước các thứ đấy, nói chung là kỹ thuật nước. Bác năm nay lớn tuổi rồi, số tiền 10 triệu này rất là ý nghĩa với bác, bởi vì bác ấy cũng là tiền tích cóp thôi, cũng không phải là còn thanh niên trai trẻ mà đi làm được, tiền lương hưu, tiền dưỡng già thôi. Nên là Feang rất là trân trọng số tiền của bác. Feang đến để báo cho gia đình chị máy và có con, một người con nhỏ đấy. Thì hôm trước là chị cầm 10 triệu này, Feang còn 8 triệu này của chị này. Hôm nay bác Hằng gửi 1 triệu là 9 triệu này, là 19 triệu với cả 5 triệu của bác Hy nữa là 24 triệu. Cũng xin được báo tin với cả các quý khán giả, các mạnh thường quân biết là nhà chị máy mù đó là đang có 24 triệu. Feang rất là mong muốn xây dựng một ngôi nhà nho nhỏ cho hai mẹ con. Cũng mong là quý khán giả, những người phát tâm ủng hộ giúp đỡ cho hai mẹ con thì các bác gửi thêm, giúp thêm. Đấy, được
chút xi măng, chút gạch đấy, thì Phèng sẽ xây cho chị một căn nhà nhỏ nhỏ, cũng là một món quà tinh thần cho chị và con cố gắng nỗ lực trong cuộc sống. Tuy là không nhìn thấy nhưng mà chị rất là thương con và một mình chăm con các bác. Đây là nhà xuống nhà chị ở xã Linh Hồ ở huyện Vị Xuyên, nhưng mà có hai đường đi, một đường là đi ở quốc lộ, đi thẳng xuống đến km 21 Vị Xuyên rồi rẽ vào Linh Hồ. Còn đâu Phèng thì đi đường tắt, Phèng đi vào Kim Ninh, chỗ khu vực Đán Dầu ấy, nhưng Phèng không rẽ lên, sau đó là Phèng sẽ đi thẳng nữa. Còn quà của cô Hằng gửi cho các bác hôm nọ là 6 triệu thì Phèng mới giúp cho nhà em sinh bị liệt 1 triệu, hôm nay giúp chị máy 1 triệu nữa. Vẫn còn nhà ông ngài, nhà cô dở và 800.000 giúp cho bánh kẹo cho trẻ con. Đấy, số tiền đó thì sau khi Phèng hoàn thành nhiệm vụ là tặng cái nút bạc này cho người đặc biệt, người bản thân Phèng, thì Phèng sẽ quay lại thực hiện tiếp nhiệm vụ đó. Và cũng chuẩn bị đến sinh nhật của Phèng, hôm nay là 18, ngày mai là 19. Ngày 19 thì là đó là ngày sinh nhật của Phèng. Phèng cũng mong muốn Phèng cũng tổ chức cái sinh nhật của Phèng ở một nơi đặc biệt, cực kỳ đặc biệt các bác. Rất là mong các bác dõi theo hành trình của Phèng trong 1-2 ngày tới, xem Phèng làm gì, Phèng tặng nút bạc cho ai này, Phèng tổ chức sinh nhật ở đâu, Phèng đi về đâu. Đó. Nút bạc thực ra các bác ạ, nó là một món quà giá trị về tinh thần, nó không có giá trị về vật chất các bác, nên là không có tiền nong gì cả. Từ đây đi xuống nhà chị máy đấy còn hơn 20 km nữa, cũng cái đường như này. Đây là đang ở chỗ này là đang là Kim Thạch đấy, của huyện Vị Xuyên. Đây là đường cũ mà các bác nhìn cột số mốc đây nó không còn đánh số nữa. Đến nhà chị máy mù rồi các bác ạ. Đây, nhà ở trong cái khe núi này. Đây là hộp quà của cô Hằng gửi từ Úc về các bác nhé. Chắc Phèng phải cắp nó vào. Phèng đến bất ngờ này, không biết là hai mẹ con đang làm gì. Thực ra là chị máy này rất là tinh các bác ạ. Kiểu trời không lấy đi bất kỳ của ai cái gì hết ấy. Ví dụ như là những người khuyết tật, người ta không nhìn thấy thì tai người ta cực kỳ thính. Có lần Phèng chỉ cần đỗ xe nhẹ phịch phát ở giữa ngoài cổng này, đi vào 15-20 mét nữa mà chị vẫn nghe rõ một một là Phèng tới. Không biết là hai mẹ con đang làm gì. Nhà chị này thì lúc nào cũng có người ở nhà, có nghĩa hai mẹ con không đi đâu được. Đóng cửa kín mít. Thôi, em cờ hó này, làm nộ rồi. Quần áo tự giặt này. Chị máy ơi. Ôi, có nhà không? Đang giữ con trong nhà. Đây, nhà chị máy này được cái là có cái lền bạn các bác ạ, rất là sạch sẽ. Tắm ở đây rồi này. Đấy, hai mẹ con tắm ở đây. Ở đây là chờ trời tối đi, tối hẳn đi thì bắt đầu mới tắm được, kiểu tránh cái việc người qua lại.
tay lục ấy. Ô chó quá, chó quá đây. À, em bé đang ngủ hả chị? Ừ. À. Nghe chú nói chuyện ngoài kia nó lại thức dậy rồi. À thế à? Chào chú đi. Chào. Nói chào. Đi. Chào chú ấy. Hôm trước cô bảo là có ít bánh kẹo trong này. Không biết có không, bởi vì Phan cũng không mua theo. Vâng. Sữa thì chắc còn chứ ạ? Còn tí. À còn à, đây. Có một hộp đồ nha, có một cô ở bên Úc. Đấy, cô gửi về. Yeah. Vâng, xa lắm. Vâng, thì chị cảm ơn nha. Dạ vâng. Thì trong này không biết có gì. Đấy, bây giờ phải bóc ra mới biết được. Chị đã bao giờ được được cái thùng quà to như này chưa? Chưa. Gửi từ xa lắm, tận ở nước ngoài về, gần một tuần mới đến Việt Nam. Vâng, thế chị cảm ơn chị ấy nha. Vâng, cô này, cô tên là Hằng. Dạ. Nào, em bé lên giường nào. Chị im nhá. Chắc là chị phải lấy cái gì để bóc được không? Bóc tìm được. À, vậy. Em bé này mấy hôm nữa mà lớn đi học là một cả một vấn đề các bác ạ. Bởi vì không có người đưa đón. Không biết. Không có người đưa đón đâu. Đó, thì bây giờ mẹ mà không cố gắng thì là không biết em đi học kiểu gì à. Trường học có xa đây không chị? Đến là gì cũng xa đây, mấy cây đấy. Mấy cây cơ á? Ừ, chắc là 2-3 cây đấy. Nhưng mà đến mai này lớn thì đi đến ủy ban kia là 6 cây đấy. Nhưng mà bé đi học mầm non mà. Mầm non ở riêng này chắc là 2-3 cây. Đây có em búp bê. Búp bê cho em bé đây. Búp bê cho em bé đây. À, tháo để tịt, để tí tháo nha. Đến đây là à. Cái đấy là bình sữa. Bình sữa và bình uống nước. Đây chị em bảo này. Vâng. Đấy, nếu mà có sữa thì đổ vào đây. Vâng. Còn không thì mình cho nước vào đây. Để em uống đây này, cái này này, để mở ra đây này, đây này. Đây cái nắp này, đấy mình mở ra như thế. À, xong là uống xong thì mình đậy lại thì nó không bị ấy. Nó không bị con kiến vào. Không bị con kiến vào để đây để. Đây. Em bé này lên trên nhà đi con. Đây đây, vào đây. Em bé, em bé bế lên. À, đấy, ngồi trên nhá. Bé bác cho nhá là bác Hằng đấy, bác Hằng. Bác thương lắm. Cảm ơn bác lắm nó nhỉ, dạ, nhiều nhiều lắm ô, bác cho nhiều. Đây là dép này. Của chị. Đây là dép của chị. Dép em bé đây này. Dép em bé đấy nhỉ. Cảm ơn bác rất nhiều ấy nhé. Đấy, bác thương. Đấy, em bé có dép bên này đây, con này. Em bé gái nha các bác nha. Đấy. Thuốc, cái này thuốc để tí em dặn sau. Đấy. À, cái này là cái để em. Cái để mà. Không, chị lấy cái này ra đi. Cái này rất là ý nghĩa này. Chị kéo, đấy ra, kéo hết ra, đấy. Cái này để hai mẹ con. Đấy, một cái thì tay mình đây. Đấy, để tí. Một cái kia thì để tay vào em bé. Đấy, tí em sẽ tháo ra để bảo. Đấy, mình buộc một tay mình vào tay mình, một tay vào em bé. Cái này nó giãn ra dài lắm. Vâng. Nên là nó đi đâu mình cũng quản lý được nó. À, nó không chạy được. Vâng. Vẫn có không gian để cho nó chơi. Vâng. Yo, bán nhiều lắm nhiều lắm nhỉ, em bé nhỉ. Cái này thuốc để tí em dặn sau. Những cái thuốc này phải để ra ngoài đã. Vâng. Đấy, đây cái này cũng thuốc này. Đấy này, là cái này là tất tay em bé. Tất tay để mùa đông. Còn cái này nữa. Cái này là giày. À, giày. Để em bé nhỉ. Để em bé để mùa đông đi. Vâng, yo, bác cho nhiều cái này chắc là nhiều tiền lắm ô. Bác cái này bác tự tay đi chọn đi mua ở đất nước xa xôi ở tận Úc cơ. Xong bác gửi về. Vâng. Mũ này. Mũ em bé. Mũ này là mũ mẹ. Mũ em lớn. Em, em bé này ba mươi mấy tuổi rồi nhá.
bé này 39 tuổi rồi. 39 tuổi. Chú cho cả áo em bé nữa đây. Em bé có nhiều áo đây. Bác thương lắm đấy. Vâng. Quý quá. Đấy. Tất nữa. Tất. Rất là nhiều đấy. Yo, mua nhiều thế này chị cũng mất nhiều tiền lắm không? Vâng. Thường hai mẹ con chị thì lấy về cho chị thì chị lại mất tiền nhiều lắm rồi. Những người thiệt thòi thì người ta mới gửi người ta mới to mới cho chứ. Còn ai đầy đủ rồi thì làm sao cho nữa. Đấy. Vâng. Áo của chị. Vâng. Áo đẹp. Áo hoa. Màu đen, cái đấy thì của em bé. Em bé phải sang năm mới mặc vừa nhỉ, em bé nhé. Em bé mặc cũng vừa. Đấy, cái đấy thì sang năm mới mặc vừa được. Vâng. Cho nhiều cho nhỉ. Đẹp. Con áo nó không biết bảo, nó không biết bảo mặc, con áo đẹp thì bảo cho thì mà. Ta cho. Yêu bác cho con áo, cả mẹ cả con nhiều lắm đây. Này, mình tha hồ mặc. Vâng. Đấy. Cảm ơn bác nhiều lắm luôn nhỉ, em nhỉ, nhiều lắm. Con áo của em bé nhiều lắm. Quần áo gửi từ nước ngoài về thì chất liệu tốt hơn. Vâng. Tốt, vừa bền vừa tốt. Tất em bé, của mẹ nữa. Dạ. Đếm sơ sơ phải mười mấy 20 bộ đấy. Vâng. Đó. Quần áo này dày lắm, chắc bền lắm. Vâng. Đấy. Chắc rồi. Quần này rất là dày các bác ạ, bởi vì hàng châu Âu ấy. Kể cả điện thoại thôi các bác ạ. Hàng một cùng một nơi sản xuất nhưng mà hàng xuất đi châu Âu vào hàng xuất đi châu Á thì hàng chất lượng xuất đi châu Âu thì thường thường sẽ tốt hơn. Cùng một đơn vị sản xuất. Yo, còn áo này cũng là áo, toàn áo mới thôi. Áo mới mà. Áo đẹp. Thùng to thế này cũng mất nhiều tiền lắm đấy. Dù mua ở đây cũng đắt lắm. Tiền cước gửi từ bên Úc về đến Việt Nam cái thùng này đã mất mấy trăm nghìn rồi. Vâng. Quý quá bà, con áo em bé đây. Em bé đây, này, em bé gái các bác nhá, này, hai mẹ con. Ai du cái gì đấy em? Đó. đồ chơi, em bé thích. Em, bé à. À. Em lấy đi. Bác cho nhiều đồ lắm. Vẫn còn thuốc nữa. Đấy là cái thuốc này giống như dầu gió ấy, tất cả thuốc thì Phen sẽ chỉ sau. Vâng. Đấy. Đẹp chưa? Bác cho nhiều nhiều đẹp chưa? Đấy là áo khoác. Áo khoác để mùa đông mình mặc. Vâng. Đẹp quá. Quần áo. Yo, quần áo em bé đây này. Áo em bé. Quần áo em cho. Cho. Đấy là tất. Tất em bé nữa đây. Đây phải xin chú với lại xin cả bác nữa đây. Đây là thuốc. Đấy, vâng. Bây giờ rất là khó trong cái việc thuốc này. Bởi vì chị không nhìn thấy các bác ạ. Đấy, sử dụng thuốc ở đây thì bác đều ghi chú ở đây rồi. Đấy, thuốc cảm sổ mũi hạ sốt 1 đến 5 tuổi. Đấy, một ống bơm sau bữa ăn ngày 3 lần. Cái này là thuốc cho em bé này. Thôi nhưng mà thôi được rồi. Cái này á, em thuốc này thì chị không thể sử dụng được bởi vì chị không đọc được, không nhìn thấy. Đấy, nên là nếu ví dụ mà có ốm, ai ốm thì nhờ người khác đến để ấy nhá. Vâng. Cái này thì là dầu này, giống kiểu dầu gió của mình ấy. Vâng. À, dầu này giống dầu gió, ví dụ đau đầu, sổ mũi thì mình xoa vào trán này này, thái dương. Vâng. Này này, đấy. Thì là cái này thì dùng được. Vâng. Hoặc em bé thì trước khi ngủ mà nó sụt xịt đi thì mình cứ ngửa lòng bàn chân nó lên. Vâng. Đấy, xoa vào giữa gan bàn chân bàn tay ấy. Đấy, hoặc là lúc nào mới tắm xong ấy thì em sẽ rất là khỏe. Đây cái thuốc. Cái đấy thì dùng được này. Cái này thì cũng bình đây, từ cái bình này cũng dùng được. Đấy, trước khi sử dụng thì đun một ít nước sôi nhưng mà cẩn thận chị bỏng ấy. Đấy, để tráng cái này đi cho nó đỡ cái mùi nhựa đi, sau đó mình đổ nước ấm vào đây cho em uống. Em uống thì là đây này. Lúc nó uống xong thì mình lúc mà uống thì mở cái này ra. Đây. Đấy. Yeah. Đấy, uống xong thì đậy lại thì không, nó không bị bẩn nữa, rất là sạch sẽ đảm bảo. Yeah. Còn bác ấy cũng quan tâm đến chị nhiều lắm. Bác quan tâm từng tí một đấy, thuốc đây nữa này. Bác đều ghi chú đây. Đấy. Đây là dầu em bé bị đau bụng thì thoa vào tay vào ngực, đây là loại này. Bạn thoa vào tay vào ngực à? Đây là cái này đau bụng nhưng mà đây quan trọng là chị phải nhớ nhá, đây. Vâng. Đây, cái này là
thuốc là thuốc quý gửi từ nước ngoài về. Cái này thì ví dụ em đau bụng này, chị cầm đấy. Cầm đấy, cái nọ này thì nhớ nhá. Vâng. Đau bụng này, đấy, đau chân, đau tay. Đau bụng thì hoa vào ngực và dạ dày, cái nọ này với cái nọ kia. Đây cứ từ từ, cái nọ này cứ cầm đấy, đây cái nọ này. Đây. Nọ này mày cho đây. Hai lọ này thì có thể sử dụng bôi được ở ngoài da. Còn những cái này uống thì cái này thì để cho con ấy này, để uống nước này. Còn cái này xem nào. Cảm cúm nhức đầu này thì chị không biết cho uống rồi, để đây. Sổ mũi nhức đầu đây không đây. Đây, cái này thì cũng không được, chị không dùng được. Đây đều là thuốc quý hết, thuốc ngậm. Đau cổ. À, cái này cũng là thuốc hết. Thì mấy cái thứ này em để trong hộp này nhá, đây này. Đây. Những cái này á thì là để đây, cất đi. Xong là ví dụ lúc nào mình có không may bị ốm đau ấy thì nhờ người khác đến để chỉ cho. Chứ không tự uống được nha. Vâng. Cái này và cái này. Mấy cái đấy. Ba thứ. Bốn thứ. Cái đấy phải có người chỉ dẫn. Những cái đấy thì phải có người chỉ dẫn thì mới được. Cái này giúp uống bôi thôi. Cái này thì bôi ngoài da thì dùng được này. Cái này bôi ngoài da. Còn cái này thì là để uống nước cho em bé. Vâng. Đúng không? Chị cảm ơn chị Hằng với chị bác Hằng. Bác Hằng. Đấy, bây giờ. Đây em lấy đây. Ú, bác cho đẹp đẹp đây. Lấy đi. Còn làm lắc lắc đi. Đây còn cái dây này nữa. Cái dây này để ấy cho em, nhưng mà để phen ấy, phen sẽ chỉ sau, bây giờ đang quay không chỉ được. Vâng. Với cả tưởng trong này có bánh kẹo, không có bánh kẹo. Nên để tí nữa bác ra bác mua xong bác mang vào cho nhá. Vâng. Nha. Còn sữa đúng không? Em sữa bé. Sữa không là còn tí. Còn có 5 giây thôi. Còn sữa, cá mắm còn không? Cá mắm hết rồi. Ủa. Ăn hết rồi. Ừ. Hôm trước em đến đây là ấy nhỉ? Là được lâu chưa nhỉ? Lâu rồi mà. Tuần thứ hai hay sao vậy mà? Lần thứ hai là lần thứ ba nhỉ? Mà Việt Nam lần rồi thì hai ba lần sau hình như là lấy thịt lợn thôi. Thế chị nhớ là chị có bao nhiêu tiền chưa? Có được 10.400.000 rồi. Trong khi tay chị cầm. Nhưng mà chị tiêu mất 400 kia rồi. Là còn 10 triệu. Vâng. Thế còn tiếp? Tiếp á? À, thì đến lượt em cầm bao nhiêu tiền của chị? À, thì đấy thì em bảo được hơn 8 triệu. Nhưng mà em mua cả thịt lợn với lại sữa cho em bé nữa thì còn có tầm 8 triệu 1, 8 triệu 2 thế. Nhưng mà chị cũng không nhớ được. À, cứ cho là 8 triệu đi. Vâng. Là được 18 triệu rồi. Vâng. 18 triệu. Đấy, cái bác Hằng này, bác gửi đồ này. Vâng. Bác gửi 1 triệu nữa. Gửi cho 1 triệu tiền nữa. Dạ vâng, là bao nhiêu nhỉ? 18 triệu cộng 1 triệu. Là 19 triệu. 19 triệu. 19 triệu 400, nhưng mà chị tiêu 400 kia. Ờ, rồi 400 lên tiêu rồi thôi. Thi thoảng phải mua thuốc, mua thang, mua đường sữa cho con chứ. Hay là nhờ ai mua cái gì đấy đúng không? Vâng. Chị cũng không biết từ đi thì phải nhờ các em cậu em mợ thôi. Là được 19 triệu rồi nhỉ? Vâng. Với cả một bác. Bác ý tên là Hi. Hi á. Bác Hi. Ở làng Vũ Đại. Ở tỉnh Hà Nam. Chị biết tỉnh đấy không? Chị cũng nghe TV đài nói thôi, chị cũng không biết không được đi đến nơi nào đâu. Đó, bác Hi đấy thì bác ấy năm nay đến 7 năm tuổi rồi, có khi hơn rồi. Bác ấy già rồi, bác ấy nghỉ hưu rồi. Ừ, miếng bà. Đấy, bác ấy nghỉ hưu, bác ấy tiền tích cóp thôi. Đấy, bác ấy gửi 10 triệu. 10 triệu nhưng mà 5 triệu là giúp cho ba cháu bé mồ côi ở trong kia. Và giúp chị 5 triệu. Thế thì được 24 triệu rồi. Ôi trời ơi, tính nhanh thế, ngày xưa chị được đi học không? Không nhìn thấy chưa kịp đi học đâu mà. À, đang được 5 tuổi đã bị mắt đau mắt sang mù rồi. Thế sao chị cộng giỏi nha? Chị cũng từ trước được xong rồi chị cứ tính cái đấy là đã được 10 triệu 400 rồi thì em cầm 8 triệu nữa thì đã được 18 triệu thì lúc nãy 1 triệu nữa thì 19. 19 xong cộng với 5 triệu nữa. Với 5 triệu thì 24. Ôi dồi ôi, cộng nhanh thế, cộng giỏi thế nhở.
Đấy, hiện tại là báo với cả các bác Mạnh Thường Quân với cả khán giả là Phen nhận được cho hai mẹ con là 24 triệu rồi. Vâng. Nhưng mà 24 triệu thì vẫn chưa đủ được. Rồi, chưa đủ được một cái nhà đâu. Vâng. Thì là cũng mong là quý khán giả, các bác thương mà tặng cho gia đình nhà mẹ con một ngôi nhà tình nghĩa, tình thương. Thì các bác ủng hộ giúp đỡ thêm. Đấy, giúp được thêm thì mới xây được. Vâng. Đấy, cũng mong là quý khán giả các bác. Với cả hôm trước có một bác tên là Nan. Đấy, Nguyễn Thị Nan hay sao ấy, gửi cho Phen 2 triệu là Phen chưa biết nội dung. Là cũng mong là bác nhắn tin lại hoặc gọi điện lại cho Phen để Phen biết là 2 triệu đấy là giúp cho ai. Đấy, với cả tối ngày hôm qua nữa. Hôm qua là 17 chị nhỉ? Vâng, hôm qua 17. Đấy, ngày 5 giờ chiều ngày hôm qua 17 thì có một bác gửi cho Phen 11 triệu mấy trăm ấy, thì cũng không điện lại cho Phen. Đấy, không có ghi chú là giúp ai, cũng không ghi gì cả. Là chỉ biết là gửi cho Phen 11 triệu mấy trăm nghìn đấy. Thì Phen cũng mong là hai bác, bác Lan là gửi 2 triệu này, gọi điện nhắn tin lại cho Phen này. Đấy, bác gửi 11 triệu mấy trăm nghìn đấy là cũng mong bác là liên hệ lại cho Phen để Phen biết được số tiền sử dụng vào mục đích gì. Đấy, cũng mong là nhận được tại hiện tại trên kênh của Phen ấy, thì Phen đang giúp là hai chị ba trẻ em mồ côi ở trong Bắc Mê. Ba cháu đấy cũng hoàn cảnh rất là đặc biệt. Bố mẹ chết hết à? Bố mẹ bỏ đi. Mẹ thì là bỏ đi từ lúc con đỏ hòn ấy. Thương. Thế là có 4 người con rồi. Đẻ ra người thứ con thứ tư ấy là nó chỉ được 1 tuổi thôi, hơn 1 tuổi thôi. Là mẹ bỏ đi. Bỏ đi thì không có sữa, cũng không ai chăm, thế là cũng thương tâm, thế là chết mất đứa nhỏ đấy. Thương nhỉ. Còn đứa ba đứa còn lại thì là có đứa lớn nhất ấy thì là lúc mà mẹ bỏ đi ấy, nó chỉ được mấy tuổi rồi, nó biết bò đi xin ăn. Còn đứa ba, còn hai đứa còn lại cứ bò lông nhông quanh nhà thôi. Nhà bé tí ấy, khổ lắm. Thương nhỉ. Bố thì cũng bỏ đi nốt rồi, còn ba cháu ở cái lều bé bé. Thì hiện tại ba cháu đấy là ngày ấy là hai người lớn, anh trai với ở anh là 12 tuổi, chị gái thứ hai là 11 tuổi là phải đi chăn trâu thuê để là người ta cho gạo ấy, cho thức ăn về nuôi đứa bé nhất. Đó, và bé nhất nó khổ lắm, nên là ba đứa đấy thì không ai được đi học bởi vì không ai quan tâm. Như cả chị, đứa chị này chị cũng sợ mai này không có ai đưa đón được thì cũng không biết còn được đi học không, còn cơm nấu cơm cho ăn thì ở nhà mẹ chị biết nấu rồi, nhưng mà còn đưa đón đi học thì ông bà cũng ở với em cậu rồi thì sợ còn không biết ai có ai đưa đi giúp không nữa. Chị máy này là có bố mẹ nhưng mà bố mẹ cũng khó khăn này, nhà bố mẹ thì cũng ở xa xa được một tí. Xong là em cậu đúng không? Vâng, em cậu. Em cậu lấy vợ. Đó. Em cậu lấy vợ thì cũng các bác cũng thông cảm là em mợ, dâu con em dâu nhỉ? Vâng. Em dâu là không sợ nó không thương mấy. Đấy, nên là chị này đợt trước là lúc mà em cậu chưa đi lấy chồng ấy, lấy vợ đúng rồi. Vâng. Thì là ở với bố mẹ với em cậu. Thì là nói chung là gia đình thì là các bác biết rồi. Mà không nhìn thấy thì có nhiều cái nó bé bước rồi đây. Khó nói. Đấy, ví dụ đi lại vấp ngã hay sờ lần cái này cái kia nó đổ vỡ. Sờ rồi. Em dâu nó còn thông cảm ấy. Thế là thì mấy... khác ở riêng nhưng mà đến lại có đứa con rồi thì sợ mai này còn không có ai đưa đón được ấy. Đấy các bác ạ. Nhiều cái khó nói lắm bởi vì mình không nhìn thấy đổ vỡ hay là vấp ngã hay là còn có con nhỏ nữa. Nó cũng chẳng chăm được như người có mắt. Vâng. Nên là cũng phải cắn răng chịu đựng là phải bỏ ra ở riêng. Ở riêng thì một mình các bác, giường chiếu chẳng có cái phản này này. Đây, ở đây. Nhà thì cũng may là được cái lèn tráng xi măng và nhà thì nhà gỗ thôi. Nhà cũng mong là các bác giúp được một cái ngôi nhà tình thương. Phen đang nhận được 2
24 triệu mũi à? Mũi mũi em bé à, mua không đó đó, mua mình bé đó đây à. Thôi được rồi, em bây giờ em xong việc rồi cũng báo tin với chị như thế. Bây giờ em đi về. Hay, ở lại ăn cơm với chị. Thôi để hôm khác, hôm nay em đi về. Hôm nay phải đi cũng xa xa đấy. Hôm nay thì không về Hà Giang nữa mà về một nơi khác. Đi mê, thế lại còn ăn cơm ở đây với em chị rồi, hai mẹ con chị rồi. Về mai sinh nhật em. Vâng, sinh nhật ngày mai sinh nhật em á. Ngày 19 tháng 5. À. Chị biết ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật ai không? Sinh nhật Bác Hồ. Chị nhà giỏi nhà cái đấy. Kiến thức xã hội biết rất rộng luôn. Nghe mình nhà trước ở mấy em cậu thì có tivi mà có một cái tivi nhỏ nhỏ thôi thì các em cậu cũng mở xem thì mình cũng nghe được nói đấy, xong là mình nhớ. Mình tính ra có cái đài ấy nhỉ, mình bật mình nghe thì nó biết được thông tin, mình chẳng cần nhìn nhé. Mà cũng không phải nhìn mà cái tai nghe thôi, không nhìn thấy đâu. Thế được rồi, em chạy ra ngoài này em mua gói bim bim xong em quay lại xong em đưa cho em bé xong em về nhá. Mà không cần mua cũng được mà cho nó thôi ăn cơm. Mình đến đây có trẻ con phải mua chứ. Vừa nãy cứ tưởng có đồ rồi nên không mua. Đây, đợi bác tí nhá. Vâng. Mỗi em bé à, em thương đi, thương em bé đi. Thương nào. Thương em. Thương không? Thương em bé không? Có khóc to như mày không? Đấy, nó khóc nằm đấy, nó không ngủ, nó không khóc đâu mà. Em bé ở trên thành phố nó đầy đủ đồ chơi luôn. Vâng. Cực kỳ nhiều luôn. Em bé mắt không nhìn thấy nữa, cơm ăn còn không đủ, không có tiền mua trò chơi cho em bé tí nào đâu mà. Nào em bé, bye bye bác đi, để bác tặng dừng video để chào khán bye giả bye của bác. Bye bye. Mẹ bye bye nào. Bye bye. Ok. Rồi video của Phiang cũng xin được kết thúc ở đây. Phiang xin cảm ơn bác Hằng đã gửi đồ này, bye bye. Đấy, gửi thuốc này, gửi tiền này cho hai mẹ con này. Phiang xin được cảm ơn bác Hy ở tỉnh Hà Nam gửi 5 triệu giúp cho hai mẹ con. Và xin được cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ giúp đỡ cho hai mẹ con. Đến hiện tại thì Phiang đang nhận được 24 triệu. Rất mong là nhận được thêm tình thương của các bác. Giờ Phiang xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mong mọi người đã xem tiếp tục cái hành trình của Phiang. Phiang xin chào mọi người.